Sen bó tay bất lực trước chú chó thích chơi trò mạo hiểm. A few moments later. Nani? Hey. Nope. Đây có lẽ là một ngày đầy bất lực của hai người đàn ông này vì đã dắt theo một con báo vào rừng đi chơi. Chú chó đen này vừa được anh chủ hì hục đẩy lên chưa được bao lâu đã tiếp tục nhảy tõm xuống chỗ dòng thác và bị nước cuốn đi, làm cho anh áo đen vội vàng kéo lại nhưng không kịp. Nani? Hey. Nope. Chú thì hết hồn, nhưng với chú chó đen này, đây là trò tiêu khiển của em nó mà thôi. Sau khi lên được bờ, chó ta còn đợi được kéo lên lần nữa để chơi tiếp với khuôn mặt háo hức lắm. Đúng là báo quá báo mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.